mình về, về làm một chiếc lá đa sông về. Kính chào thầy, thân chào toàn thể anh chị em trong gia đình Cánh Đèn. Mình là Phan Viết Phong, hiện đang sinh sống và làm việc tại Pháp. Mình theo dõi rất là thường xuyên những chia sẻ của thầy qua kênh Radio Cánh Đèn. Đôi khi mình cũng rất là muốn chia sẻ những cái trải nghiệm của mình, những cái suy nghĩ cá nhân. Gần đây mình nghe thầy chia sẻ nhiều về cái nội lực của cá nhân, cũng như là cái câu hỏi rất là thời thượng hiện nay ở Việt Nam, đó là đi tìm cái câu trả lời mình là ai. Cá nhân mình cũng đã từng có những cái giai đoạn mình đặt câu hỏi rất nhiều về về cuộc sống, về về định hướng tương lai. Tuy nhiên thì mình rất là đồng ý với những chia sẻ của thầy, đó là câu hỏi trả lời cho câu hỏi mình là ai, chỉ có thể chúng ta chỉ có thể tìm được câu trả lời khi chúng ta đưa mình vào một cái hoàn cảnh. Thí dụ như là nếu chúng ta nói chúng ta là một người dũng cảm, vậy thì nếu chúng ta ngồi một mình thì không ai biết rằng chúng ta dũng cảm, và bản thân chúng ta cũng không biết là chúng ta dũng cảm đến đâu. Thế tuy nhiên nếu mà chúng ta có một cái hoàn cảnh là có một người gặp nạn, sắp chết đuối giữa dòng sông, lúc đó nếu chúng ta bơi được ra giữa dòng và chấp nhận cái nguy hiểm nguy để mà cứu người đó, thì lúc đó cái hoàn cảnh đó thì chúng ta không cần nói dũng cảm, thì ai cũng nhìn thấy chúng ta là một người dũng cảm. Thì chính vì vậy chúng ta chỉ trả lời được câu hỏi mình là ai khi chúng ta đưa mình vào một cái hoàn cảnh cụ thể. Qua hoàn cảnh chúng ta đồng thời lại cũng rèn luyện được cái nội lực của mình. Nói về nội lực thì đôi khi có thể các bạn cũng có những cái mơ hồ thế nào là nội lực và làm thế nào để gia tăng cái nội lực của mình. Với mình thì mình nghĩ nó rất là đơn giản. Một người giàu nội lực, bản thân người đó thứ nhất là phải có cái khả năng cắn răng chịu đựng được những cái khó khăn, hoặc là từ đó thì vượt qua được những cái khó khăn. Vậy thì cái người mà có nội lực lớn chắc chắn sẽ phải là cái người mà vượt qua được những cái khó khăn lớn, những cái khó khăn mà người khác nhìn vào người ta cảm thấy sẽ không thể vượt qua được, và hoặc là mình chịu được nhưng người ta những người khác lại không chịu được, thì đó là cái người có nội lực lớn. Ngoài ra một cái người mà có nội lực thì cũng là một cái người sẽ dám lấy những cái quyết định, và đồng thời sẽ dám gánh vác nhận cái trách nhiệm của cái quyết định mà mình lấy. Và nếu mà từ khi mà mình đã dám nhận những cái trách nhiệm càng đáng những cái hậu quả của cái quyết định của mình, thì từ đó dĩ nhiên là mình lại ít đi tham khảo những cái ý kiến của người khác hơn, hoặc là dĩ nhiên mình có thể tham vấn, thế tuy nhiên là mình sẽ không nhờ người khác quyết định giúp mình. Bởi vì khi mình phải đến nhờ một người nào đó lấy quyết định giúp mình, tức là chúng ta còn băn khoăn, chúng ta còn yếu, chúng ta còn do dự về những cái trách nhiệm, về những cái hậu quả trong cái quyết định của mình. Thì với mình đó, thì nói về nội lực, thứ nhất là chúng ta cần phải rèn luyện sự chịu đựng và cái tính trách nhiệm, sự vượt khó trong mỗi cái hoàn cảnh. Từ đó thì chúng ta thấy rằng là để tăng nội lực, hãy coi mỗi một cái hoàn cảnh sống, mỗi một cái tình huống sống đến với mình là một cái cơ hội để thử thách, để rèn luyện bản thân. Còn câu hỏi mình là ai thì dĩ nhiên chúng ta sẽ chỉ có thể trả lời được sau những năm tháng, sau những lần đưa mình vào hoàn cảnh
để rèn luyện, để thử thách, để trả lời câu hỏi mình là ai, mình là một người khỏe về tinh thần, mình là một người dũng cảm, mình là một người tích cực, thì phải có hoàn cảnh để rèn luyện và phải có hoàn cảnh để chứng minh, để thể hiện. Vậy và đó là cái lời mà mình muốn chia sẻ với anh chị em cái nền. Xin kính chúc thầy và anh chị em thật nhiều sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc, thật nhiều may mắn, thật nhiều tích cực, thật nhiều hồn nhiên, đúng như là cái tinh thần của gia đình cái nền. Xin chào thầy và tất cả. Non nước yên bình khắp nơi chung lòng, mình về nơi đây cái nền.